Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày Tết, ngày đầu xuân của năm Nhâm Thìn. Thì cũng là ngày cúng ngồi thường lệ của giáo lý khất sĩ. Theo truyền thống của khất sĩ thì cái bài nói Pháp để hướng dẫn Phật tử trên con đường tiến hóa đi tới các cõi trời hoặc là đi tới giải thoát đắc tứ thánh quả là cái mục đích chánh của khất sĩ Minh Đăng Quang. Thì hôm nay tôi bắt đầu đi vào bài giảng. Thì Phật tử biết rồi là trong cõi đời này, thì nhất là thời buổi này, chưa bao giờ chúng sanh khổ sở và đau đớn bằng thời này. Những ai lớn tuổi thì biết, và lúc mình còn trẻ mấy 3, 4, 5, 70 năm về trước thì cuộc sống tương đối dễ dàng, thanh thản. Còn cuộc đời bây giờ vật chất lên ngút trời, phương tiện hưởng thọ đầy đủ, chúng sanh khổ sở vô cùng. Rồi thì chúng ta biết rồi, cái đó tôi khỏi nói, Phật tử chắc rành hơn tôi. Thì theo trong kinh đó thì thời buổi này là thời mạt pháp. Thì bất cứ cái gì trời hiện tượng giới cũng có thành trụ hoài không. Thì đạo Phật cũng thế, quả địa cầu này cũng thế. Thời thành, thời trụ, bây giờ thời hoại. Thì pháp của Phật cũng vậy, từ chánh pháp, tượng pháp cho đến mạt pháp. Chánh pháp thì theo Đức Phật là 1000 năm, vì thâu người nữ còn 500. Còn tượng pháp thì 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Tức là từ 1500 năm về sau là mạt pháp. Mà Phật Thích Ca tới bây giờ là 2000 mấy trăm năm rồi, thì đang trong thời mạt pháp. Thời này là thời tranh đấu kiên cố giữa thế giới, chiến tranh giữa các tôn giáo, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa cái gia đình, anh em, cha mẹ, chiến tranh. Nghe không? Thì còn tới giữa mình với mình, chiến tranh. Nghe không? Là mình không có giữ ý với mình. Thì người ta rất sợ vấn đề mà thế giới chiến tranh. Nghe không? Thì bây giờ mới có vấn đề mà cầu nguyện hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và người ta sẽ nói rằng ngày 21 tháng 12 gì đó, năm Thìn năm nay nè, sẽ tận thế. Tức là quái kỳ cầu này sẽ nổ, hoặc là có một trận chiến tranh lớn vô cùng để đào thải những người ác. Thành ra bây giờ chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà cái đó có hay không? Thì có những người đó lợi cho tôi là tính tỏ giới để khỏi chết. Tôi nói tỏ giới rồi khỏi chết. Rồi thí dụ không có tận thế mình chết không? Bây giờ chết hết một mình, bà cô huynh sống chịu không? Mà bây giờ có tận thế mình khỏi chết không? Chết thì ai hãy sanh ra là phải có tử à, có dĩ nhiên như vậy. Mà tại sao mình lại sợ chết? Mà mình không hiểu chết rồi gì đâu. Cái quan trọng là chết là không có hết. Vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chết cái này thì cái linh hồn, cái thần thức mình vẫn còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới mãi mãi. Cái đó đúng là tôi phải giảng bữa nay, nhưng mà thời giờ nó có giới hạn, thì chúng ta phải hiểu, phải hiểu. Rồi thì hôm nay tôi muốn nói rằng vấn đề thế giới có tàn hoại hay thế giới có còn, thì vấn đề đó không ăn thua gì đến chúng ta hết đó. Thì ai rồi cũng phải chết, mà vấn đề chánh là chúng ta siêu hay đọa. Chết rồi thì chúng ta lên hay xuống, hay chúng ta đắc quả. Mà muốn coi siêu hay đọa là coi ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống của mình. Cái hay của đạo Phật ở chỗ đó. Bây giờ mình coi cuộc sống mình như thế nào thì mình biết siêu hay là đọa. Chứ không phải là đợi tới chết. Sống sao thì chết như vậy, Phật tử phải hiểu như vậy. Và hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Thành ra thế giới có tàn hoại, tất cả các quốc gia có chiến tranh,
tất cả tôn giáo có hiểu lầm, tất cả gia đình có lầm than. Cũng không quan trọng, mà quan trọng ở cái gì? Quan trọng ở cái chiến tranh của nội bộ chúng ta. Mình chiến tranh với mình. Thì cái đó là cái quan trọng nhất mà Đức Phật thường khuyên. Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng. Tự thắng lòng là chiến công oanh liệt nhất. Thì chúng ta phải hiểu, ngày xưa cũng vậy, Đức Phật đang ngồi thiền định ở trong rừng sâu. Thì có một số các hoàng tử, tức là con vua đấy, đi chơi. Chúng ta biết hoàng tử mặc đồ là đẹp lắm, mang là dòng vàng nhóc hết trơn. Thì đi là có mấy cô mà chúng ta bây giờ chúng ta kêu là thanh lâu, tức là mấy cô dùng danh từ thô tháo ngoài chúng ta kêu là đi điếm đó. Thì mấy cô đó là thoa son vào phấn, theo mấy giao cái vàng bạc đồ cà rá rồi của mình giao cho cô đó giữ. Thì xuống dưới ao lội tắm rồi cô này có cúm bà mới đổ trốn mất. Thì lên rồi bà mới dòng vàng bị lấy mất hết. Đó thì mới chạy kiếm cổ. Thì gặp Đức Phật ngồi sâu trong rừng đó. Hỏi ngài có thấy mấy cái cô ả mà mang dòng vàng đi ngang đây không? Thì Đức Phật trả lời, quý hoàng tử, công tử đi tìm cái cô gái ăn xương đó, hay là đi tìm cái bản ngã của mình, cái nào quan trọng hơn hết? Chúng ta thấy bắt đầu từ hồi xưa đó, thì Đức Phật mới giảng bài pháp, thì tất cả hoàng tử đó bỏ cái của nó không quan trọng mà đi xuất gia sau đó quả là hán. Thì cái quan trọng chúng ta là phải tìm trở về mình, chứ không phải là hướng bên ngoài. Dầu thế giới có nổ xẹp, dầu có chiến tranh, thì mình cũng phải chết thôi. Thành ra có mấy vị thiền sư nói rất hay, mà nhiều thế giới, nhiều các nhà bác không hiểu. Chúng ta muốn đặt Liên Hiệp Quốc để làm hòa bình thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh thêm. Đừng có mong cầu thế giới nào hòa bình. Càng tìm cách đặt vấn đề để đem lại hòa bình thế giới là làm cho thế giới lộn xộn, chiến tranh nặng thêm. Mình chưa hòa bình muốn thế giới hòa bình. Mà thế giới này thế giới không hòa bình là do đâu? Do ở quý vị, do ở mỗi người của chúng ta, do tất cả mọi người chúng ta. Thế giới này là thuộc về của chúng ta, nó nằm trong tay quý vị. Tam giới là duy tâm, mà giảng pháp là duy thức. Thành ra thế giới này muốn tiêu hoại là do quý vị tiêu hoại trước. Thành ra mình đừng có chạy bên ngoài. Dầu mà 21 tháng 12 thì có nổ xẹp hay không nổ xẹp không thành vấn đề. Mà quý vị có nổ xẹp hay không, quý vị muốn cho thế giới này đừng nổ xẹp, vẫn được như thường. Thí dụ 6 tỷ người trong quả địa cầu này mà hơn 4-5 tỷ tu, tôi bảo đảm là không có xảy ra cái gì hết. Còn bây giờ 6 tỷ mà có chừng tỷ người tu, 4-5 tỷ người ăn chơi thì bảo đảm là phải tiêu thôi. Mà muốn tiêu trước nữa là 12, 1 tháng 12 là cứ chơi lúng xí làm ác đi. Chưa tới ngày đó là đã tiêu trước rồi. Tiêu hay không là do mỗi người chúng ta. Thành ra năm 2000 đó thì tất cả tôn giáo, nhất là Thiên Chúa tận thế. Rồi đâu có tận. Chúng ta nói là trật sửa lại 2005, 2010, bây giờ 2012 gì đó. Mà có thật sự là không tận thế không? Tận thế mà nói hỏi tôi có hay không, tôi không có nói là có, mà tôi không phải nói là không. Thành ra ngày 21 tháng 12 hỏi tôi có không, tôi nói nếu có là sai, mà không có là trật. Có hay không hỏi ở mình, hỏi ở tất cả 6 tỷ người này. Chúng ta coi nếu người ta có tu hết năm 2000 nó tội giới rất nhiều, sợ chết. Thành ra do cái cầu mong đó nó kết tụ lại một cái khối tư tưởng rất là mạnh. Thì thế giới là thế giới của tư tưởng. Chúng ta thấy có nhiều người bệnh rồi mà chết, mà bác sĩ nói tuần lễ chết, mà ông muốn chính sống 7 tuần lễ để chờ cha mẹ anh em về. Ông vẫn sống 7 tuần, 7 tháng, 7 năm vẫn sống như thường, không ăn uống gì hết. Sống bằng cái gì? Sống bằng cái ý chí, cái tư tưởng của mình. Thì thế giới này hoại hay không là do tất cả chúng ta. Muốn cứu thế giới là tất cả chúng ta phải ăn chay.
Phải ăn chay trường. Mà làm được hay không? Chúng ta dám cải sửa cuộc sống này không? Muốn cải sửa chúng ta có ý chí mạnh. Một người thì không ăn được ngày chay nào hết mà dám ăn chay trường thì người đó rất mạnh. Nó ăn không được, có người hai ngày cũng không xong. Rồi làm sao hòa bình được chính mình, rồi chưa hòa bình với mình, chưa làm chủ lấy mình. Thì mong cầu thế giới hòa bình làm sao có vụ đó được. Chỉ có ông vua thì có thể ăn chay rồi khuyên tần dân rồi nó nghe theo. Thành ra có câu chuyện hồi mà thời Đức Phật, cái ông xuất gia lên một nhà chiêm tinh. Thì cái vụ này cũng là chiêm tinh thế giới đoán đó, là 21 tháng 12 gì đó. Thành ra mới rần rộ cái này là tôn giáo như Hòa Hảo này kia đó. Nó đã nói lâu rồi, giờ mới sống trạng trình đó nói rồi. Long dĩ xà đầu cởi chiến tranh, can qua xứ xứ động đau binh, mãi đề dương cước anh hùng tận gì đó. Rồi sau Đức Quỳnh giáo chủ mới nói là mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rống, máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê gì đó. Là rồng rắn là năm nay. Rồi bây giờ khoa học là tiếp tay thêm. Nhà chiêm tinh nói là chắc chắn năm tình này 21 tháng 12. Tôi nói chắc là sai, mà nói không chắc là trật. Tất cả đều nằm trong tay của quý vị. Tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Mà quý vị có cải sửa nổi không? Thì thời xưa Đức Phật đã có xảy ra câu chuyện đó rồi. Thì một nhà chiêm tinh đại tài đi xuất gia theo Đức Phật. Hôm tối ông ngồi thiền, ông vô ăn lên trời, ông nhìn thiên văn. Thì cái gì xảy ra dưới đất là trên trời nó báo trước hết. Mỗi chúng ta là một vì sao trên đó mà. Và đó ông dọn thấy, ông nói chết rồi. Sáng ngồi lời đây Đức Phật bạch Đức Thế Tôn nguy rồi. Cái chỗ Đức Thế Tôn ở, chúng ta ở Hàng Hán 10 năm. Thì Thế Tôn ở đây là với giáo hội 1250 vậy là phải chết đói. Xin Đức Thế Tôn đi. Đức Phật mỉm cười. Ông coi lại coi. Ông nói nghe lạ, hôm tối ông coi lại. Còn có 5 năm à. Ông nói sao kỳ rồi, nói như mình coi thiên văn nó có hôm qua mới 10 năm, bữa nay còn có 5 năm. Sáng bạch Thế Tôn, lạ quá Thế Tôn ơi. Sao còn có 5 năm hàng án thôi. Đức Phật cười, ông coi lại coi. Thì tối ông coi lại còn có 6 tháng. Đâu đó giờ mình chưa từng mà nhà chiêm tinh đại tài mà giờ sao mà nó đổi hoài. Sáng bạch Đức Thế Tôn còn có 6 tháng. Lại Thế Tôn chỉ cho con tại sao nó như vậy. Thế Tôn nó nhờ cái đức của Như Lai đấy. Như Lai thấy là 10 năm này chúng sanh nó này khổ quá, chết hết. Trần cơ chúng sanh đây ác lắm. Mà nếu có tai báo là do họ chiêu cảm, họ ác thì tất nhiên là tai họa phải 10 năm. Mà chết thì họ làm sao họ tu được. Có xác thân thì nó dễ tu hơn. Thành ra ta gia hạn xuống 5 năm thôi. Cái đức của Ngài là chuyển được. Đức Phật mà phải biết là trùm cả vũ trụ. Rồi từ cái 5 năm rồi thì Ngài thấy cũng còn khổ. 5 năm mà hạn án thì chúng sanh đau khổ. Thì Ngài nghĩ tôi bây giờ cho 6 tháng thôi. Thì 6 tháng. Rồi ông này mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn không làm cho mất luôn. Rồi nói làm thì được thôi. Nhưng mà chúng sanh khi mà ăn vui quá đó, nó không tu đâu. Phải cho khổ sở. Thì nó thấy cái khổ sở nó mới tu. Cũng như năm 2000 tận thế, không tận thế thì người ta bắt đầu bỏ ăn mặn lại. Mấy người thọ giới tôi. Bây giờ thọ lại. Thấy yên vui là không tu nữa, nhậu trở lại. Rồi bây giờ bắt đầu mới thọ lại nữa. Chúng ta thấy cái khổ, ta sợ chết. Mà sợ chết khỏi chết không? Không chết già thì cũng chết trẻ. Một cửa sanh mà 100,000 cửa tử. Mà chết hết không? Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ. Vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chúng ta mang vô lượng thân nhưng mà có một cái linh hồn thôi. Thì có đúng rồi tôi giảng nhưng mà thế giờ không có cho phép. Thì quý vị phải hiểu cái vấn đề đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói quý vị, mỗi người phải trở về với mình. Mà dám trở về không? Mà nếu 6 tỷ người mà trở về 1 tỷ, còn 5 tỷ chơi thì cũng không kết quả gì hết. Vẫn tận thế như thường. Mà tận thế thì tận. Mình cũng sanh về cõi trời hoặc là giáng sanh về cõi Phật.
cuộc không tận thế mình cũng chết, mà tận thế mình cũng chết, mà chết siêu ai đọa quý vị. Bây giờ tôi chết liền mà tôi về cực lạc, tôi xin tôi chết lập tức, tôi không sợ vấn đề chết. Mà nếu tôi sa đọa mấy luồng ác là tôi không chết đó, mà không chết thì ở làm ác thêm thì sa đọa dữ nữa. Còn đối đạo Phật, những đời sống chết không quan trọng. Một người biết tu rồi đó, sống càng lâu thì càng tốt, cái đạo quả càng cao, chết liền lập tức biết đường đi. Còn người không biết tu mà chết liền thì xuống bốn đường ác, mà ở lâu chừng nào ta ác càng nhiều chừng đấy. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Mà đó, hôm nay tôi muốn quý vị trở về, mỗi người phải tu, đừng có mong cầu bên ngoài. Đức Phật không cứu mình được đâu. Đức Phật mà cứu được tôi xin xuống địa ngục. Vậy thì ai cứu mình? Chỉ có mình cứu mình thôi. Cứu bằng cái gì? Bằng cái giới luật, giới, định, tuệ,